xin chào các anh chị nhà đầu tư à, thì và đi trong phiên ngày hôm nay á, thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy nếu chúng ta tiếp tục uh, nhìn về cái khía cạnh là cái chỉ số của VN đi đi trời ơi nói chung là đánh lên đánh xuống đánh qua đánh lại rồi giật lên giật xuống gì đó rồi cuối cùng á, cái chỉ số đó đóng cửa nó đó vẫn easy bo năm phiên vừa rồi phiên hôm nay là phiên thứ sáu rồi anh chị vẫn nằm yên ngay nguyên cái chỗ đó một đường thẳng tắp được không không tăng không giảm không nhúc nhích tạo ra một cái vùng tâm lý ở đây vẫn tiếp tục là như vậy cộng thêm yếu tố cũng gần nghỉ lễ đúng không còn có ngày mai giao dịch thôi thì anh chị sẽ được nghỉ thứ bảy chủ nhật thì chắc chắn là được nghỉ rồi thì nghỉ bù qua thứ hai thứ ba đúng không thứ tư mình mới giao dịch lại đã nghỉ hai ngày ha nếu tính trên cái thời lượng giao dịch về chứng khoán là mình sẽ nghỉ hai ngày thôi tại vì về cơ bản thứ bảy chủ nhật mình đâu có giao dịch anh chị ha rồi rất nhiều yếu tố tâm lý ai cũng chờ qua lễ rồi này kia này kia đúng không chắc chắn là đó là một cái thói quen thường niên của nhà đầu tư bao nhiêu năm nay à, cứ cứ tới đó là người ta truyền miệng nhau những cái đấy đúng không nói chung là mình giai đoạn này thì mình không có quan tâm đến chuyện đó nhưng mà đương nhiên anh chị ngoài cái việc nhìn chỉ số anh chị nhìn vào bên trong đi từng dòng từng mã cổ phiếu đi thì chắc chắn là mỗi một ngày nó sẽ có một cái highlight một cái cái con này đấy nó sáng lên à, nó nổi trội hơn so với phần còn lại và cả thị trường sẽ nhìn vào đó không? mỗi ngày nó sẽ có ông con và ngược lại cũng sẽ có một cái con nào đó nó sẽ bị giảm giống như là trong lớp có thằng ngu nhất với thằng giỏi nhất vậy đó người ta sẽ chú ý tới hàng đó giống như thằng này là cá biệt nè đúng không thằng này là thủ khoa nè à, là hàng đó sẽ được chú ý nhiều còn mấy cái ông ở giữa là vô thưởng vô phạt có nghĩa là giỏi thì cũng không giỏi bằng thằng này mà kiểu như lì mà bất trị mà quậy thì cũng không quậy bằng cái ông kia thành ra nó cứ bình bình như vậy thì thị trường nó cũng như thế sẽ có những con là tâm điểm tốt và có những con là tâm điểm xấu nó hai thái cực và những cái con ở giữa thì trời ơi nó cứ đi ngang 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 nó không có gì thay đổi cả đúng chưa rồi thì chúng ta cứ tập trung vào những cái chiến lược và những cái cổ phiếu thôi em này không có quan tâm về chỉ số nhiều đâu em là chỉ view là thị trường vẫn lên trong quá trình lên tăng chỉnh là bình thường và mình cứ tập trung vào cái hành sự về cổ phiếu đi à, và làm ơn trong bất cứ một cái trường hợp nào hay một cái giai đoạn nào của thị trường làm ơn đừng mua bùng nổ dầm nếu nhìn được và mua trước thì mua. Không thì thôi và canh những cái điểm điều chỉnh, đó là cái nguyên tắc của hệ thống nguyên. Đúng không? Ví dụ cái con nào mà em đảm bảo anh chị luôn, anh chị tối nay đi xem mấy cái tiêu đề của uh, social media đi, kiểu gì chả quăng con STB lên. Đúng không? Đây nè, STB là con tâm điểm ngày hôm nay nè. Không. À, tối đi dạo vòng đi, em làm video sớm á 5 giờ nè, tí 7 giờ lên đó mà coi. Đây. Ở đâu không STB, 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 STB mà trong khi nguyên á là người nói về STB á là cái video cách đây 7 ngày đây nè anh chị ấy không có độ delay mà nè em làm ngày 22 tháng 8 nè mỗi ngày nổ một dòng phần 3 là STB là VB nè thấy chưa số đông mua thì mình lại canh bán nè mỗi ngày mình view cho anh chị ấy con BIDV nổ rồi nè Vietcombank nổ rồi nè chứng khoán nổ rồi nè STB nổ rồi VB cũng tăng rồi nè thấy chưa BNG nè VIX nè VIX nhà vượng nè thấy chưa hôm qua mình làm một cái video là gì con bầu nè sáng nay con bầu nó cũng có những cái trạng thái tăng lên rất tốt mà chiều và ni mình cũng có rung lắc đó thì cuối cùng nó cũng về lại quanh thăm chiếu thôi thì hôm nay không nổ thì ngày mai nổ ngày mai không nổ thì qua lễ nổ không có cái vấn đề gì đâu quan trọng là gì cái tiêu chí mua cổ phiếu của anh chị mình là cái gì đúng chưa anh chị mua anh chị nuôi ở đó à, mấy ông ngộ lắm mấy ông không nuôi xong rồi mấy ông nổ lên mấy ông đòi có thì đòi có làm sao mấy ông mua mua mấy ngày nó rủ rồi mấy ông lại nhảy ra nhảy vô à cứ vậy đó đúng chưa mình phải coi lại cái phương pháp và cái tiêu chí mua của mình không có phương pháp nào là đúng không có phương pháp nào là sai trong tất cả mọi thời điểm nhưng cái nào nó phải phù hợp với thị trường anh chị phải flexible theo thị trường thị trường nó đang đánh cái kiểu nào thì anh chị phải thuần theo cái kiểu đấy đúng không có thể anh chị mua bùng nổ quen nhưng mà rõ ràng đạn này nó không cho bùng nổ ăn mà anh chị cứ đi đâm đầu vô mua thì được cái gì đúng chưa và ngược lại mình phải thích ứng với thị trường chứ đúng không mình sai một hai lần là do mình mình sai hoài là do ai ví dụ hôm nay câu hỏi được đặt ra à, con VCI nguyên nay sao giảm dữ vậy trong khi tất cả những con chứng khoán khác thì nó không có giảm nhiều nó cũng không, không có gì hết nhưng mà riêng con VCI thì bị giảm thì con này đang bị khối ngoại nó bán vì một số những thông tin bị lách ra đúng chưa rồi tôi 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 hỏi anh chị nè tôi không cần biết là tin nó như thế nào nhưng tại sao bữa trên 48 mươi chị không bán đi à sao sao trên 48 anh chị không bán đúng không nguyên tắc của nguyên là gì anh chị thấy giai đoạn tuần trước không cứ nguyên không có đánh theo chỉ số nguyên đánh theo cổ phiếu thôi cái quan trọng con nào lên trước nguyên bán con nào chỉnh thì nguyên mua con nào tích lũy chưa tăng thì nguyên mua đơn giản thế thôi ví dụ anh chị thấy không em là săn được tất cả những cái cổ phiếu trụ mà có những cái điểm nổ nền ví dụ vietcombank em săn được nè hôm nay vietcombank có điểm hướng lên tốt nè có thể vài ngày nữa là có điểm cover nè em mua dưới này đúng không em nuôi mà em nổ lên em bán những vùng ở trên bắt đầu em chờ điểm cover binzy cũng vậy nè em mua dưới đúng không ý kiến gì không à mình nổi lên đây vượt qua cái giá ướp này mình bán bớt chỉnh về đây mình cánh múa hôm nay hàng về mà chỉnh như vậy là rất là ok cứ tích lũy ở đây à được chưa ta nó hướng lên lại test đỉnh là điểm mình bán mình đánh theo nhịp của cổ phiếu mà chứ mình đâu có quan tâm là thị trường à, vượt ngàn ba hay là như thế nào đó mình đâu có quan tâm đúng không rồi vinamilk cũng vậy nè vinamilk cũng không có chỉnh thêm rồi cuối cùng cũng đi xe quay trên đây nhưng giá vốn quá thấp thành ra là cũng chả làm gì Đúng chưa? Rồi con vít nè, con vít bữa em cũng bán nữa nè. Ờ thì nguyên tắc của em là em nói anh chị sao nó nổ trần như vậy mai nó gấp ướp lên thì em bán chứ có gì đâu. Đây nè, ngày hôm qua nè. Nè vít anh chị bán 50% nè. Được chưa? Em mua bất động sản thì bất động sản, sản giảm đúng không? Giảm 4 trăm đúng không? Thì tôi mua con giảm tôi mua tôi bán con tăng. Đúng nguyên lý chưa? Đúng không ạ? À? Em có tiêu chí mà, em nhắc hoài luôn anh chị ơi, chờ này chỉnh đi mua. Đúng không? Con này nổ lên em không biết Em không biết là em mua sao em hay là ai mua sao em hay là ai view gì đó Người ta nói nha, cứ tệ con nó nổ lên á, là trên social media nó để con nó đầy ra à, Mình phải tư duy ngược lại những cái đó Đúng không? Giống như VCI nè, tại sao cái giai đoạn trước VCI SSI Là nó lên từ bữa giờ rồi, tuần trước rồi tôi bán bớt luôn rồi Đúng chứ tôi chơi cho chỉnh đây nè, anh chị thấy không? Anh chị nè, ngày nè 23 tháng 8 nè Anh chị nào mà mua được những cái phần bắt đáy của SSI VCI trước đó Được chưa? Anh chị bán quanh nè, SSI nè VCI nè trên 47.7 nè bán đúng chưa có nè có điểm rung lắc cô lại vậy hôm nay câu hỏi được đặt ra nè tôi không cần biết là nó giảm như thế nào giờ tôi hỏi anh chị nè giảm như anh chị có cô không? à như em là em đợi thêm một vài ngày nữa em sẽ cô bờ đúng chưa giống như bất động sản á khi mà nó ở dưới này nè em nói anh chị sao che lại nè nó xấu ai à, chạy biết xấu cả đúng không như tôi hỏi anh chị nè khi tiền vô anh chị có mua không đúng không khi tiền vô anh chị có mua không ủa rồi lên nè rồi bây giờ khi nó giảm này anh chị có có như thế nào không đúng không rõ ràng là gì mình bị tâm lý nó lái mình bị đánh ngược xứ đây ai mình nó đạp xuống dưới này á ai không kêu bớ đảng, bớt bơm sản xấu ai không kêu bất bơm sản thế này, thế này thế kia ủa ai chả biết chuyện đó ai chả biết nó xấu đúng không nhưng khi tiền vô nè mua không kịp với nó luôn rồi mua không kịp với nó lại đu ở trên này đu trên này nó đạp cho ông cứu thì lại cắt ra ủa tại sao mình nói nó xấu mà vậy sao cây này mình mua mình nói hai lời à mình bị chứng rối lạng đa nhân cách hả hay sao đúng chứ nè khi nó giảm này anh chị kia giờ em hỏi anh chị tiền vô anh chị có mua không ví dụ thế đúng không rồi nó kéo lên nè giờ em kêu nó kéo nhanh như vậy rồi anh chị mà mua sao càng mua sao càng nguy hiểm giờ gãy anh chị có bán không hay anh chị mua à đúng không nguyên tắc là như vậy mà đúng chưa giống như vít nè ai cũng ai mà lấy vị thế vít sau cây trần này, em không biết em mua dưới lên em bán bớt rồi em chờ cái vận động ở đây thật ra hôm nay hàng về của cây trần mà nó giữ như này là quá tuyệt vời nhưng mà em không biết em bán em có trước rồi tôi có trước được chưa rồi, tôi xuống trước được không rồi phía sau này á nó tích lũy như thế nào đó thì em tính sao hợp không thì ủa trên thị trường này hơn nhau cái tay cộng mà ai có trước người đó lợi chứ mấy ông tới sau đáng chịu sao mấy ông đúng không hình dung không Thật ra chứng khoán nè chỉnh như vậy nè mấy ngày nữa cân bằng dưới chị mua không à ví dụ thế tại sao bữa giờ tăng lên đây không bán tự nhiên nay bắt đầu nó mua to quá này kia ờ à, ờ à. sách ao à, 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 à. sáu à, 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 đủ thứ đúng không quan điểm gì không ok nghe những con được vẫn mạnh mà rồi con ngân hàng cũng vậy ngân hàng hôm nay có con EIB là là giảm nhiều nè thấy chưa về cơ bản thì nó vẫn nằm trong một cái biên nền thôi nhưng mà hôm nay em cũng bán con này phân nữa ra Đó Tại vì sao Tại vì nó chủ động bán này để coi con ngày mai coi Nó vận động trên cái nền dưới như thế nào Có vẻ như con này là có nhiều bên đu lắm Theo biết là rất nhiều bên khi mà nổ lên nhà đu rồi Đấy chưa Mấy ông không Ê Nổ lên đó là cái 19 nó chín một á Một nhà Đu quá đu luôn Em là mua trước á nha Em nằm rình ở đó luôn á Nổ lên nè chờ nổ lên đua đua quá cha là đua luôn Xong hôm nay á thì nó ùa ra nó cắt ảnh hưởng tới mình thấy chưa nên trước mắt là gì thôi cứ để nó về nền dưới đi vận động như nào mai mình tính tiếp đúng không táo không à nổ lên là đua nổ nổ lên là đua tao à nói con stb rồi nè hôm nay nổ thì đẹp thiệt đó đúng là em có hàng trước đó nhưng mà em không biết là hôm nay cái, cái thị chúng nó họ có đua nhiều không nè nói đua đi đó chỉnh cho thấy cảnh Hàng nghe nó chỉnh cho À Cứ vậy đó Cứ đua lên Kẻ kẻ gì phải không Kẻ kẻ gì phải không Ờ à, kinh giảm đúng không Rồi Đút cái đầu vô cái để chỉnh Bài Ghê luôn á Đúng không Mình đang muốn tuyên truyền tới những cái gì gọi là gì Những cái những cái kiến thức Đúng không Để cộng đồng đầu tư chú ý mấy cái điểm này dùm đu vô, ta nhà, đu vô tao nói nha đu đu đi nghe nghe nó đuổi xuống một cái rồi mấy ông hô hào nhau cắt ra đó xong mình ngồi dưới này nè lên mai nó rướng rướn lên đây cái tôi lại bán à tự nhiên thấy mai nguyên bán bớt stb <laughs> hay chứ có thai luôn hả trời thua tao nói con Techcom co mày nè nó lên vậy nè em đảm bảo với anh chị luôn lên trên này kiểu gì cũng muốn người mua cho coi rồi hả tự nhiên cái đổ thừa cổ phiếu cái mua vô cái nó chỉnh cho một cái rồi kêu cổ phiếu yếu à hiểu sao Cái nào ấy anh nó cứ sao sao á Đúng không ạ cái Cứ nổ lên là đua Nổ lên là đùa, Rồi, chỉnh ra là cát Chỉnh ra là cát Làm gì mấy dòng là còn cái gì nữa Đúng chưa À mà kia nuôi cổ phiếu không nuôi Ngày nào ồ sao hôm nay Con này kia con, con này kia mạnh lắm Ủa sao nguyên quýnh hay vậy Nguyên có con này con kia Sao mấy ngày trước tôi nuôi Mấy người không coi Đúng không? Em cầm lâu quá trời, em cầm mấy ngày chứ. Cầm nó có thua kém gì? Đúng không? Nổ lên mới có hàng để bán chứ. Em đâu có đua đâu. Đúng mà, anh chị để đi nguyên toàn là có trước thôi. Đúng không? Nguyên view cho anh chị mà. Con nào ngày nào nguyên mua là nó là nguyên làm gì, này con kia nguyên làm gì. Thấy chưa? Nổ lên làm gì? À, ví dụ như con bao này, bao hôm nay tính ra con bao hôm nay là cũng có khả năng nổ rồi đó có thể là chắc là ngày mai ngày mốt gì đấy nó mới tăng thôi có gì đâu nó có vi phạm gì đâu nó có bị cái gì đâu trời ơi đúng không chê đi tao nói chê đi tự nhiên nó trần lên cái ô oh, hôm nay bao mạnh quá nguyên có mua được hay không đã vậy đó cứ vậy hoài rồi sao biết trả lời đúng mà đúng không nhiều anh chị ở ngoài hỏi em nguyên ơi hôm nay bao mua được không dạ từ sao em nhớ em mua lâu lắm rồi mà ta đúng không em mua ngay nè mà tại sao mình không tin à không tin tưởng không có lòng tin à không có lòng tin đó à, thấy chưa thôi chứ sao Nổi lên thôi thôi ai dám mua nữa đúng không cho nên anh chị lưu ý nha tất cả những câu hỏi mà hỏi em những cổ phiếu nổ rồi đương nhiên sẽ nhận lại câu trả lời là dạ thôi chờ thêm chờ con khác chị nha chờ con khác anh nha à thôi đợi cái khác đi đợi con này con kia ai đâu dám đúng không bây giờ tôi kêu anh chị mua lên trong khi rum tôi có rồi đi rồi tự nhiên cái tôi thấy yếu 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 cái tôi kêu anh chị trong rơm bán bớt rồi chẳng lẽ tôi up anh chị đúng không chị đổ thừa tôi nữa đúng không ạ à? mình là nguyên tắc rõ ràng mà mình mua rồi thôi có nhiều anh chị hỏi nguyên là à, con này được quá nguyên nguyên nghe con này con này nói bây giờ nó tăng rồi có được có còn mua được hay không em nói không dạ thôi giờ nổ rồi thì em mua đúng kỳ đúng không ạ à? thôi mình lấy con khác đi đợi con khác đi fpt là vài ngày nữa con này nổ thì sao Đúng không? Thế cũng ok nè. cha yeah. BBH nổ rồi nha, mấy con này nổ rồi anh chị đừng có đua nữa, lên kháng cự rồi. San nè, Masan vùng này vẫn còn hấp thụ còn lâu lắm chưa đâu. Nhưng Masan như có thằng bên nào hôm qua mới đua lên 77.4 hay sao ấy. À, con này chắc phải rủ thêm. Nha, anh chị lưu ý nha, con con BLS này nè anh chị cực kỳ lưu ý nha. Nếu mà nó lắp cái gáp này là cực kỳ xấu nha Tại vì nó đã cố tình neo ở trên đây rất là lâu rồi Nhưng nếu nó lắp lại cái gáp này Thì cổ phiếu sẽ rất dễ bị bán xuống nha à, Nó sẽ về lại cái nền dưới này nè Nói chung ai ở mua ở những cái vùng trên á, Là xác suất lỗ 3-4% là có thể đấy Một con trụ thì không lỗ nhiều đâu Nhưng mà cực kỳ cân nhắc ha Những con nào mà đã khựng khựng đà tăng ở trên cao như thế này Là một anh chị phải có lại Anh chị phải cầm, anh chị phải chặn lại Anh chị phải sẵn sàng là có vấn đề gì anh chị bán à, Không thì thôi Cứ đua vào Nha ok nha à giống như mờ đúp nè đúng không mờ đúp người ta nói cây này mua thì chắc chắn không ai mua được lên trên đây đu một nhà vô tới luôn nó gãy rồi kêu cổ phiếu xấu phiếu yếu à, kêu thị trường này sẽ tạo đỉnh do mwg tạo đỉnh đó kiểu kiểu gì cũng có những cái nhận định tôi đọc bài cho anh chị luôn bài nào những gì mà họ sẽ nói khi thị trường xảy ra tôi đọc cho anh chị trước luôn đó xong đổ thừa vô nó ơ con này là con giữ chen cao nhất thị trường nè con này gãy là thị trường sẽ tạo đỉnh đó cứ vậy đó mua ở đâu trên đạt không đi phán cổ phiếu người ta ta cổ phiếu tăng trưởng người ta có gãy đâu à, mà cứ gãy cái là kêu nhìn nhìn con này nè nhìn con này nè con này á mà gãy á là thường gãy ở à, cái vậy đó à, hỏi mua ở đâu 70 mươi thí dụ đi một ông mua mà đất đi đi người ta mua giá 54 mươi thì sao gãy thế nào được đúng không ta cầm từ 54 lên tới đây thì gãy kẹ đó chứ đúng không mà họ có làm gì đâu hình dung ha con gái này cũng vậy nè bữa đua lên đây thì kêu gái mạnh mà chỉnh chỉnh chỉ, chỉ. đây là tự nhiên có người cắt ra nha à xong mình nó sai quay quay quay, nữa là là lại, lại, lại vùng này tí cái nó dứt lên lại là kêu cổ phiếu mạnh tiếp à cứ vậy lạ thấy chưa còn cái quan điểm mà thị trường á mà đợi tới qua lễ mới giao dịch thì nó cái đó thì em không biết nhưng mà quan điểm của em là em chỉ tập trung trên cái cổ phiếu mà em đang cầm thôi con nào mà em thấy nó kéo quá nhanh trong ngắn hạn em thấy nó xanh bốn năm ngày liên tục là em bán Tại vì nguyên tắc là nó sẽ chỉnh thôi cuộc, cuộc, vui nào cũng phải tàn chứ Đúng không? Và nỗi đau nào cũng phải kết thúc chứ Đúng không? Nỗi đau nào cũng phải kết thúc Và niềm vui nào cũng phải tàn Mình phải nhớ một cái nguyên tắc như vậy Khi mà nó hưng phấn liên tục mà là Tỷ lệ nó chỉnh lại vài cây là sẽ có Mình phải chuẩn bị trước Cao 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 mình lo mình bán đi Giống BIDV nè Đúng không? Bữa nó kéo quá cho kéo luôn rồi Trên 49 sao mấy, anh chị không bán đi Giờ nó chỉnh xuống là Lúc nó kéo lên em chị không bán đi Rồi nó chỉnh xuống đây rồi yếu với mạnh đúng không chung nó là như thế mà ta nói con CTG này rất là khỏe đúng không con CTG này nó sẽ là một cái điểm kỳ nè anh chị anh chị nhớ nha giai đoạn này nói chung là có một số những cái thông tin nhưng mà tại vì nó chưa có được báo chí công khai cho nên là em sẽ xin phép nói sau nhưng mà con CTG này nó sẽ là một cái điểm cực kỳ quan trọng của thị trường nha nếu con này mà nó vượt đỉnh thành công ấy là nó sẽ là siêu sống dòng ngân hàng và dòng ngân hàng sẽ tiếp tục là dòng lead cho cái giai đoạn phía sau của về khi mà nó trên 1 ba dành cái thế là biết rồi trường này mà băng không dẫn sống thì con gì dẫn đúng không nhưng mà nói chung là băng em có nói rồi anh chị phải là dòng nuôi cái vị thế của mình nó phải tốt tốt một xíu mình nuôi lâu lâu một chút nha mua cổ phiếu tại nền là cứ giữ đó rồi đợi những cái điểm bùng nổ mình mua thêm nó sẽ ok hoặc là anh chị lướt biên có nghĩa là anh chị cứ cầm một cái chân hàng góc á xong rồi nó cứ lên cái biên trên mà nó chưa qua anh chị bán bớt nó chỉnh về cái biên dưới anh chị lại mua thêm à cái vậy đó có thể là mình có thể giữ một chân hàng góc ví dụ như mình mua con đó 50 ngàn đi thì mình cứ lướt thôi ví dụ như mình đẩy lên mình nhả ba hai hai chục ngàn ra giảm xuống mình mua lại hai chục ngàn đúng không nhưng mà cái chân hàng góc hai ba chục ngàn đầu mình cứ giữ đó Hiểu dung chưa đó đó là cái cách mà mình đánh vào ngân hàng còn khi nó vượt hẳn thì mình nện full vô trăm ngàn mình ngồi đó mình chơi luôn đúng không vô đó mình nện nện hết ngân hàng mà dinh ba bảy mà có gì đâu mà sợ full đó mà ngân hàng đã lên là mốt full đừng lo NV là khủng là trên ngàn rất là sướng Ngân hàng là cổ phiếu của người giàu mà Đúng không mà nó là nó giống như là gì Rolls Đúng không Đồng hồ ta có gì Batac và Philip Đó Được chưa Thửa lưu Thửa lưu là ta mới chơi ngân hàng chứ Ví dụ như cầm một triệu cổ đi Không cầm ngân hàng thì cầm sao mà đủ Đúng không Cầm 10 triệu sao đúng chưa là dòng ngân hàng là dành cho gì giới gì giới tinh hoa đó mà gì rất là to và nó sức chứa rất là lớn nhưng mà như vậy thì nó mới kéo thị trường lên được thì khi nào mà vượt qua full thì nện ha à, còn nếu không thì cứ cầm giữ biên giùm em có nước lát nha đừng có đua nha tuyệt đối đừng đua giùm ví dụ như ctg nè ai có hàng á ở lên cái biên trên này nè anh chị cứ bán bớt đi không sao hết á khi nào vượt hẳn là hẳn mua thêm lỡ những cái nói chỉnh thì mình cô về được đúng không chứ nó lên ghê quá rồi đúng chưa con này nó nói chung với những cái thông tin của nó nó sẽ liên quan tới cổ tức được chưa thông tin cổ tức anh chị được nghe từ nó là nó chia là bao nhiêu bao nhiêu đó nhưng mà thực tế nó sẽ nhiều hơn nha là liên quan tới con này và dòng ngân hàng đang có một cái rất cực kỳ ok đó là gì phải không theo luật tín dụng mới của việt nam cái này là khi nào đó mình sẽ phân tích sau nha phân tích trước rồi mất công đúng chưa nói chung là, là sẽ có và nó sẽ thích ứng và dòng ngân hàng bắt buộc phải tăng vốn nó là câu chuyện của năm nay mà cái đó nói từ đầu năm rồi nó đi đó lại cũng vậy nó bắt buộc phải tăng vốn để nó tiếp tục kinh doanh do luật tín dụng mới ha nhưng mà quan trọng là con CTG này nè nó phải là con vượt đỉnh được con ngân hàng khác thì nó mới đẩy đà đi lên ví dụ như những con nối đuôi ví dụ như là acb nè mb nè những con này anh chị cực kỳ lưu ý nó sẽ là những con dẫn đàn của dòng ngân hàng nha có hàng sẵn thì cứ mua ngay nền cứ có nền là thấp thấp vô lẫm đố mà đừng có nhảy ra như vô đánh ngân hàng đừng có nhảy ngân hàng nó đã giữ tiền cho anh chị trong đặc chỉnh rồi nhảy cái gì ngồi im đó đúng không à đừng có mua cao quá ví dụ mua cao quá mất công là nó rủ xuống rồi lại đi hai cắt lắc nhắc hai ba năm ba trăm thì nó dậy đúng không nó không có đáng chung hai ví dụ bidv nè mấy bữa nữa mà nó chỉnh chỉnh đâu về dưới 49 chín anh chị mua cho em Ủa thì bữa trên 49 bán rồi thì dưới 49 mua đi chứ chờ cái gì đúng không cứ đua lên rồi hỏi cổ phiếu sao yếu khổ ghê luôn á đó mà mình phải đi ngược với số đông mình phải lúc nào phải tư duy ngược với chính tâm lý của bản thân ví dụ mình thấy số cao quá em có nhiều anh chị hỏi em chứng khoán á ồ sao ngày nào nó cũng lên em ơi mạnh quá mà chị đã không có con chứng khoán nào anh cũng không có chứng khoán nào mới có mua được hay không thì cái lúc đó là mình nên bán á em, em em nghe câu đó là vô bán liền luôn anh chị bán liền phô mờ quá rồi đúng chưa mà tôi chỉnh u uh, chỉnh ghê quá chỉnh ghê quá là mấy ông nó mới đu xong kẹp á là vô mua cho em à chứ gì chả ăn đúng không hình dung vấn đề này nha rồi nói chung là đó là những góc nhìn nói chung mình chia sẻ góc nhìn chiến lược hệ thống râm cho đương nhiên anh chị cứ lưu ý giúp nguyên là con nào nếu mà nổ lên mà nguyên có là ơi nguyên nuôi dưới rồi Nguyên không bao giờ có chuyện mới mua ngày bữa đó Yên tâm đi Coi Youtube quen là biết Có bao giờ thằng này nó mua mà cái cây đó nó vừa nổ lên nó mua đâu Nó mua hai ba ngày trước rồi nó nổ lên đó chứ Đúng chưa Thế mấy bữa sau đừng lại rồi, rồi sao em bán STB Nghe không Rồi Khi nào á mà Khi nào mình sẽ nện vui mà mình cầm luôn Em nói anh chị rồi Cái chuyện á Mà đánh ngắn hay đánh dài ở trong dịp này nó không quan trọng Quan trọng nó phải tùy thuộc vào cái xu thế của thị trường thì thị trường á nếu nó nó đánh xác nhận tất cả con ngân hàng mà nó vượt đỉnh luôn á nó sẽ là xác nhận vào sớm lúc đó anh chị mua và anh chị nắm giữ và lúc đó nó thật anh chị em sẽ không có đụng đại gì luôn hết nhiều khi đó nó đóng một tháng luôn không giao dịch luôn biết sao không tại cầm nắm giữ thôi nó vượt đỉnh nó vô pha chạy rồi thì làm gì giờ hưu luôn đúng chưa ít giao dịch nhưng thị trường đang còn biên thì nên tận dụng đi tại biên là cái biên để dễ giao dịch nhất tại vì á, trong một cái giai đoạn mà thị trường đang tạo biên á anh chị hiểu như này nè anh chị cầm lâu quá thì nó bị mất lại đúng không mà anh chị vừa bán ra ngay cái nền thì nó lại bật lên nó sẽ tạo ra một cái tâm lý cực kỳ ức chế cho nên nó mình phải cực kỳ nhạy trong những giai đoạn mà có biên á không phải là mình nói cái chuyện mình đánh nhanh hay đánh chậm quan trọng là cái xu thế của thời điểm đó nó phù hợp với cách đánh đó chị hiểu không chứ đâu phải là nó sai hay nó đúng quan trọng là những con nó chạy biên rõ ràng nó đánh biên anh chị cứ lên lên anh chị kỳ vọng chị không bán anh xịu xuống là đúng rồi Đúng không? Mà xuống anh chị cô cover nó lại ngon. Tại do cái xu thế thì nó đang là như vậy. Chứ không phải là mình đúng hay là mình sai hay là mình ngắn hay là mình dài. Anh chị hiểu vấn đề không? Nó phải tùy thuộc vào cái xu thế. Đó, đó bởi người ta nói đi học mà đừng có học vẹt. Đúng không? Học vẹt á rồi cô giáo cho luyện đề, sửa số rồi đó. Đi thi á nó đổi một cái dữ kiện cái rồi rớt hết. Con cháu mình đi học mà thấy thật rớt không. Thấy không? đổi đề cái là đi hết à phải tập là gì tư duy tình huống gì xảy ra mình phải xử lý được chứ không phải là cứ học ba cái đề đó rồi cứ quen rồi đổi số đổi số em lấy ví dụ thực tế thì mình phải tư duy nữa nè cái quan là cái tư duy của mình nè mình phải nhận định được mình phải hiểu được cái bản chất cốt lõi công thức hay abc gì đó đúng không mọi thứ trên đề này đều là logic và suy luận mà đúng chứ cộng thêm thông tin tin tức gì đó ai có được thêm thông tin gì thì người lợi là người đấy để chưa? chị phải nắm được cái phương pháp nhìn được cái cách nhìn được cái bố trận về tâm lý thật ra tổ chức cũng là người nhìn tâm lý thôi đúng chưa? tổ chức nó còn có, có nhiều cái tà đạo hơn anh chị nhiều nó còn nhìn được cái data nữa cơ nó còn biết được anh chị mua bao nhiêu nữa kìa Đúng chưa? nhưng mà mấy cái này thì mình không nên nói à, ok cảm ơn chị rất nhiều nha thời gian tối nay xem video của nguyên nếu anh chị thấy hay cho Nguyên một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi mà Nguyên ra video anh chị ha. Rồi, cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Nói chung là hôm nay thì mình có con STB thì mình vui vậy thôi. Mình cũng làm gì thêm. Đó. Tại vì giai đoạn tuần trước là mình canh bán cũng nhiều, con nào nổ nổ lên cái mình bán hết. Đúng không? Nếu mình cũng có mua, mình sẽ mua những con nào tại nền đó cứ để ý thì nguyên mua là sẽ mua à, hàng này mua lại hay mua nền 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 này nè. Đó xong rồi nó nổ nó nổ lên là hay nó bán. Đúng không? cái phong cách của ông Nguyên này Vụ thế Xem thời gian dài là mình sẽ hiểu Tại sao là Tại sao cái con này nó nổ lên á Thằng này nó không đi khoe nhiều Tại vì đơn giản là nó khoe đâu Thấy nổ nó bán rồi mất tiêu rồi À nó vô kê bán liền luôn Đúng không Nó khoe làm gì Còn đâu nữa khoe À hình dung nó lại như thế được chưa? Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều dành thời gian tối nay xem video của Nguyên. Nếu chị thấy hay cho Nguyên một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi ra video anh chị ha. Nhớ nhìn cái cái khung này nè, anh chị nào có nhu cầu gì mình hoàn toàn có thể liên hệ. Dạ rồi. Cảm ơn anh chị mình. Chúc anh chị mình một